Ấshepan và Armenia nhất trí đàm phán tại Nga. Chương trình lương thực thế giới nhận giải Nobel hòa bình. Tận dụng tuần lễ vàng, du lịch Trung Quốc khởi sắc. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, Armenia và Azerbaijan đã đồng ý tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước nhằm chấm dứt giao tranh tại khu vực Nagorno-Karabakh. Sau một loạt cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev, Tổng thống Nga Putin kêu gọi chấm dứt các hành động bạo lực ở Nagorno-Karabakh để trao đổi tù binh và thi thể những người thiệt mạng. Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan đã được mời đến Moscow để gian xếp chấm dứt giao tranh trong các cuộc đàm phán do Bộ Ngoại giao Nga làm trung gian. Hiện Pháp cũng đang đồng chủ trì các cuộc đàm phán ngừng bắn tại khu vực này cùng với Nga và Mỹ. Trên thực địa giao tranh dữ dội tại Nagorno-Karabakh tiếp diễn trong đêm ngày 8 tháng 10 nhưng đã yên tĩnh trong ngày 9 tháng 10. Giải Nobel Hòa bình 2020 đã được trao cho chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan này trong cuộc chiến chống đói nghèo cũng như những đóng góp trong việc thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới giải quyết nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực. Chỉ riêng trong năm 2019, có 135 triệu người bị đói ở mức khẩn thiết, cao nhất trong nhiều năm, chủ yếu do chiến tranh và xung đột vũ trang. Cũng trong năm 2019, Chương trình Lương thực Thế giới đã hỗ trợ gần 100 triệu người là nạn nhân của nạn đói và mất an ninh lương thực tại 88 quốc gia. Chương trình Lương thực thế giới đã đi đầu trong việc phối hợp công tác viện trợ nhân đạo với nỗ lực thúc đẩy hòa bình thông qua các dự án tiên phong ở Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Giải Nobel Hòa bình 2020 có 318 ứng cử viên, gồm 211 cá nhân và 107 tổ chức. Bộ Lao động Thái Lan cảnh báo các lao động nhập cư phải gia hạn giấy phép lao động trước khi kết thúc hạn chót vào ngày 31 tháng 10, nếu không họ có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc và bị trục xuất về nước. Những lao động nhập cư phải tại Thái Lan cũng phải hoàn tất một số quy trình nữa trước khi việc gia hạn giấy phép lao động của họ thực sự được chấp thuận. Do dịch bệnh COVID-19 và tình trạng thiếu hụt lao động nhập cư của Thái Lan, những công nhân nhập cư được phép ở lại Thái Lan mặc dù giấy phép lao động của họ đã hết hạn. Tính đến tháng 9 vừa qua đã có 61.193 lao động nhập cư nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc tìm ra những loại vaccine phòng bệnh và phân phối công bằng loại vũ khí chống dịch tiềm năng này càng được quan tâm. Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận tham gia cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 có tên gọi là COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong khi Nhật Bản cũng cam kết sẽ đóng góp hơn 130 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển. Trung Quốc cam kết sẽ sử dụng vaccine COVID-19 vì mục đích cộng đồng theo đúng tinh thần của cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu của WHO. Tuy nhiên, số tiền Trung Quốc sẽ đóng góp theo thỏa thuận chưa được công bố. Trước đó, quốc gia này đặt mục tiêu gây quỹ 2 tỷ đô la và hướng tới cung cấp vaccine COVID-19 cho 92 quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản, ngoài khoản đóng góp 130 triệu đô la, cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển, củng cố hệ thống y tế để có thể đối phó với các loại dịch bệnh trong tương lai. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo từng cam kết đóng góp cho Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi 300 triệu đô la. Thông tin về việc thử nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng huyết tương hay thêm 4 thành phố lớn tại Pháp đã áp đặt tình trạng báo động tối đa. Đó sẽ là những thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngày hôm nay. Liên minh COVID Plasma gồm các nhà sản xuất dược phẩm do công ty dược phẩm Takeda của Nhật Bản dẫn đầu đã lần đầu tiên thử nghiệm lâm sàng điều trị bằng huyết tương cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc thử nghiệm gồm 3 giai đoạn và COVID Plasma đạt mục tiêu điều trị bằng phương pháp này cho 500 bệnh nhân trưởng thành tại Mỹ, Mexico và 16 quốc gia khác. Các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Remdesivir của công ty dược phẩm Gilead kết hợp với phác đồ điều trị bằng huyết tương do công ty công nghệ sinh học Bering Takeda và hai công ty khác cung cấp. Cho tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến cáo các bác sĩ thận trọng khi sử dụng huyết tương trong phác đồ điều trị. Từ ngày mùng 10 tháng 10, các thành phố Lyon, Lille, Ly Grenoble và Saint-Etienne của Pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động tối đa và phải áp dụng các quy định hạn chế như đang áp dụng tại Paris, gồm đóng cửa các quán bar, quán cà phê, phòng tập thể thao. Hạn chế hoạt động của những nhà hàng cấm tụ tập quá 10 người nơi công cộng. Ngày mùng 8 tháng 10, Pháp ghi nhận 18.129 trường hợp mắc Covid-19 mới, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 9 tháng 10, đánh dấu ngày kết thúc của tuần lễ vàng kỳ nghỉ quốc khánh và cũng là kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên của người dân Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay do dịch bệnh COVID-19. Hơn 600 triệu người dân đã lên đường đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ dài 8 ngày. Dòng người khổng lồ không thể đi du lịch nước ngoài, do đó các địa điểm trong nước trở thành lựa chọn được ưu tiên. Tất cả đã tạo thành một cú hích lớn cho du lịch Trung Quốc. ngày mùng 1 tháng 10, ngày Quốc Khánh Trung Quốc đánh dấu sự bắt đầu của tuần lễ vàng. Trong kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 637 triệu lượt du khách tới các địa điểm du lịch trên khắp cả nước. Con số này tương ứng với 79% số du khách được ghi nhận trong năm 2019 theo báo cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc. Nhờ đó, doanh thu từ du lịch nội địa của Trung Quốc đã nhanh chóng đạt mức 466,56 tỷ nhân dân tệ, tương đương 68,7 tỷ đô la Mỹ, tương ứng 69,9% doanh thu năm 2019. Kết quả này phản ánh rõ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Trung Quốc. Theo chúng tôi ghi nhận từ các nghiên cứu cũng như các báo cáo về thị trường thì du lịch Trung Quốc thực sự đã ghi nhận sự tăng vọt về lượng khách du lịch. Mặc dù chủ yếu vẫn chỉ là khách du lịch nội địa do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, doanh thu từ các hoạt động trong tuần lễ vàng du lịch này sẽ có đóng góp không nhỏ tới việc phục hồi nền kinh tế Trung Quốc. Khi Trung Quốc bắt đầu phục hồi dần sau đợt dịch Covid-19 bùng phát, quan chức nước này bắt đầu thúc đẩy nhu cầu bị dồn nén của người dân bằng chiến dịch được mô tả là du lịch để trả thù đại dịch nhằm khôi phục lại nền kinh tế. Theo đó, hàng trăm điểm du lịch đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn hoặc miễn phí vé vào cửa, trong khi các nền tảng trực tuyến ghi nhận lượng lớn vé tàu và máy bay được tiêu thụ. Theo thông tin từ Tân Hòa Xã, hơn 1.000 chuyến tàu tăng cường được triển khai mỗi ngày nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo nhận định của chuyên gia Trung Quốc, Hoạt động mua sắm bùng nổ trong kỳ nghỉ chỉ là sự khởi đầu trong quá trình phục hồi lâu dài sau đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc và sự phục hồi này sẽ liên tục gia tăng trong vài tháng tới và sẽ thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ hơn. Vào tháng 3, các cửa hàng ở đây hầu như không có khách hàng và ngày hôm nay khi được đón tiếp các đoàn khách đông đúc, tôi thực sự cảm giác như mình được tiếp thêm sức lực. Vài tháng trước, chúng tôi phải làm tất cả những gì mình có thể chỉ để cố cầm cự. Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, doanh số trung bình hàng ngày ở một số doanh nghiệp thực phẩm và bán lẻ chủ chốt đã tăng 4,9% trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu đạt 1.600 tỷ nhân dân tệ, tương đương 238 tỷ đô la Mỹ. Doanh số bán xe ô tô ở một số địa phương cũng tăng trưởng mạnh, riêng thủ đô Bắc Kinh ghi nhận mức tăng 23,5%. Theo truyền thông Trung Quốc, sử dụng xe ô tô riêng đi du lịch là xu hướng của năm nay và phản ánh sự cảnh giác của người dân về dịch bệnh COVID-19. Tôi đã thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở Hồ Nam, sau đó tôi gọi cho công ty du lịch ở những nơi mình muốn đến, hỏi xem khi nào họ sẽ mở cửa và làm cách nào để đặt vé. Tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận cho chuyến đi này của mình. Mặc dù tình hình dịch bệnh đã được cơ bản khống chế, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tình hình có thể thay đổi từng ngày và tình hình có thể biến đổi. Mọi người vẫn nên đeo khẩu trang và duy trì các biện pháp tự bảo vệ khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa. Du lịch nội địa đã sôi động trở lại và tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế Trung Quốc sau khi đại dịch khiến các doanh nghiệp đóng băng và khách du lịch sợ hãi khi COVID-19 xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019. Sự phục hồi nhanh này có thể làm giảm những lo ngại về động lực tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Song theo chuyên gia, việc duy trì đà phát triển này không dễ dàng gì và vẫn còn quá sớm để có thể tự tin. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt